Chị Hiền ơi, hôm nay mặc váy đẹp quá là em xin phép em ơi, nhưng mà chị vì là con ơi chị Hiền rồi đến đây chị Hiền ngồi hãy đây em là gặp em là có cốc gì thôi hôm nay là quá đẹp rồi. À, ngồi đây em xin thay 2 phút thôi các bạn, đây lấy luôn hồ sơ của chị Hiền không? Chị Hiền đâu rồi chị? Ở trên bàn trên góc kia có cả hình ảnh của chị Hiền đấy, các bạn lấy luôn giúp cho chị đi. Chị đợi chút ạ, đây chị ơi em gửi chị. Ừ đây rồi. Trời ơi, hôm nay mặc cái váy đẹp như thế này mà không cho bên em giới thiệu thì sẽ rất là phí đây. Rồi chắc em mời chị Hiền đứng lên luôn nha. Rồi. Đây chị Hiền đứng cạnh qua đây với em đi. Đây bác sĩ Việt đứng bên này nhá. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hình ảnh của chị Hiền trước khi làm dịch vụ để có thể thấy cái sự thay đổi của chị Hiền như thế nào. Đây các bạn cùng nhìn này. Đấy, phần bụng của chị Hiền rất là lớn. Lúc đấy là bác sĩ Việt có thể phân tích lại về tình trạng mô mỡ của chị Hiền được không ạ? Như là hình đợt trước em có chia sẻ với chị là cái tăng sinh mỡ của mình khá là nhiều cái vùng bụng đúng không chị? Và ngoài ra chị cũng chia sẻ thêm là ngoài cái vùng bụng thì chị muốn làm thêm cái phần eo sau, phần nách, phần xoài, coi như là toàn bộ luôn đúng không ạ? Để có thân hình ngày hôm nay thì chị thấy thế nào? Hôm nay mặc cái váy này đẹp quá, em xin phép sẽ kéo lại phần eo của chị đằng sau được không? Các bạn cùng nhìn này, phần eo hôm nay của chị đẹp đó là... Chị ơi, chị bé hơn cả một trinh luôn đấy chị ạ. Còn eo là khá bé. Con eo hiện tại chị là bao nhiêu? 58. Cái váy này váy size rất là nhỏ rồi đấy, nhưng mà em vẫn có vẻ đúng này. Đây các bạn nhìn này. Và theo như chị chia sẻ là con gái cũng có eo này luôn. Chị Hiền có chia sẻ là khi mà đến viện thẩm mỹ Korea thì chị ước ao duy nhất là được mặc một cái váy thật sáng màu và ôm rõ body, thì hôm nay là chị đã có thể thực hiện ước mơ đấy. Chị có thể giúp em chia sẻ về liệu trình của chị được không? Trước tiên chắc là chị chia sẻ giúp em là chị đã giảm được bao nhiêu cân, cái số xe giảm được bao nhiêu rồi? Giảm được 6 cân và 20cm vòng cuồng. 20cm đo một vòng. Sau 6 cân giảm và sau này giảm bụng nhiều, bụng giảm nhiều như thế. Đây là cái phương pháp mà viện thẩm mỹ đã tác động enzyme hoa quả vào trực tiếp phần mô mỡ mà khách hàng có nhu cầu điều trị, và nó sẽ chỉ giảm tập trung ở tại nơi mà mình đưa tinh chất vào thôi. Chị thấy quá trình đào thải của chị như thế nào ạ chị? Quá trình đào thải qua qua đường cải thiện là chủ yếu đúng không ạ? Rồi. Không biết là sau 7 ngày. Chị ơi, chị có thể chia sẻ là trong quá trình mình làm á, rồi cái thời gian nào mình cảm thấy nhiều nhất, cũng như là tới thời điểm bây giờ là khoảng bao nhiêu ngày rồi mình mới đạt được cái chỉ số như hôm nay ạ? Sau khoảng tầm 20 ngày bắt đầu đào thải đấy. Theo như hồ sơ của chị Hiền á, là trong suốt quá trình đào thải thì chị đào thải cũng khá là chậm nhé các bạn nhé. Đây chúng mình cùng nhìn lại hình ảnh của vòng bụng của chị Hiền đây, bởi vì chị là mô mỡ rất là chắc các bạn ạ. 20 ngày mới bắt đầu đào thải, đúng rồi. Và để mà đạt cái hiệu quả như hiện tại là chị đã giảm được 6 cân và tập trung chủ yếu lượng mỡ thừa tại phần bụng. 20cm cho chỉ số đo một vòng, cho nên là chị Hiền đứng cạnh Huy Anh rất là khác so với hình ảnh mà cung cấp trước đây đúng không? Thế nên là 3 vòng cũng phải 60cm rồi chị. Đâu 3 vòng là 9, à đúng rồi 60cm. 3 vòng là 60cm rồi. Chị Hiền em thấy là chị đang lột xác hoàn toàn đấy. Trước đây là khi mà chị phải đi gặp khách hàng thì giao tiếp là... Bây giờ thì tự tin và mặc cái thoải mái. Theo nguyện vọng lớn nhất của mình là có thể mặc một bộ đồ body và sáng màu, thì hôm nay đã thực hiện được rồi các bạn. Đây này rất là đẹp luôn. Thật sự là với vòng eo như thế này thì đúng là con gái cũng còn phải ngưỡng mộ, chứ đừng nói là bà mẹ hai bé rồi đúng không chị nhỉ? Và với liệu trình này thì Viện Thẩm mỹ Korea đang có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi nhé. Các bạn có thể là sẽ ghé qua Korea để được các bác sĩ sẽ training tham khảo tư vấn trực tiếp kỹ hơn, cũng biết chính xác là cái lượng mỡ mình sẽ là đào thải ra ngoài là bao nhiêu. Em cảm ơn chị Hiền về những chia sẻ của chị nhé, và sẽ không làm phiền. Không, thật sự bây giờ em nhìn lại thì có khác hoàn toàn với chị Hiền lúc đầu em nhìn luôn rồi đấy. Vâng.